Rồi chào các bạn nha. Bữa nay mình ở gần nhà mình có hai con sư cú nó đang về đất nè. Đây cái miếng này đúng ra bữa hổm lãnh do chiếc Komatsu làm các bạn. Nhưng mà hai chiếc này nó vô nó bẻ giá các bạn. Đây mình đi vô đây mình cho các bạn xem chơi nha. Hai chiếc này nó hạ giá. Đấy, giờ từ cái chổng giờ ra ngoài này các bạn. Xa lắm. Như cái này thì nó đem xe cái tiếng nó dời nha. Giờ mở xe cặp xe cải tiến chạy nó bán hôm qua luôn rồi, chạy không chạy phá hoài rồi bán hôm qua. Đấy. Đúng ra này là bữa hổm hai chiếc Komatsu vô làm nha các bạn, tới giờ chót bị bẻ giá đó, nó giờ tự tuốt ở trong đó đó, giờ tự tuốt trong đó nó giờ ra ngoài này quất luôn cái chữ L này nè đó. Đây để đi vô trong đó cho anh em nha, còn xa trong lắm. Rồi đây các bạn, hiện tại là đang một chiếc bắt đất, còn một chiếc thì làm bờ này, con Sumi SH này à. Làm hết cái này nó lãnh 70 củ nha các bạn, như là lãnh 70 triệu á. Đấy, giờ đã luôn. Nhưng mà nói nào ngay cái lãnh cái 70 triệu này á, là cái quy cách đó là không giống như phía bên mình lãnh nha. Quy cách nó khác nha. Khả năng cao là phía bên đây đem đất ra không đủ nền, còn phía bên tụi mình lãnh là lấy ao sâu lắm các bạn, chứ không phải lấy ao cạn đâu, lấy ao sâu lắm, ra ngoài đủ nền. Cao luôn. Chiếc SH này hồi trước mình có quay một lần nha các bạn. Trước mình có quay một lần nó đi sửa bờ, làm bờ rồi, đúng rồi nó làm bờ. Đây, một cặp SH. Này bờ. Giờ cái này rất là xa, giờ vô tới chổng là coi như là đất là nhão hết luôn. Bèo vô bèo về cũng phải từ nửa tháng các bạn, chứ không phải nhanh đâu nha. Đấy, cái này là anh lấy đất lên đủ làm bờ thì còn dư cái này là bát ra ngoài trước nè. Rồi cái hầm ngoài trước là nhận sâu xuống lấy cho đủ đất để mà kê lên cái chữ L ở ngoài trước các bạn. Tính nhẹ nhẹ thôi, tính nhẹ nhẹ, nếu mà bây giờ tài xế nhà phải không, tài xế nhà dầu với cái giá dầu này thì với cái giá dầu hiện tại thì tính chi phí vận hành ngày 1 triệu đi, ngày 1 triệu hai xe làm nửa tháng cũng như là thành 1 tháng rồi, hai xe làm 15 ngày đi, 15 ngày thì chi phí vận hành hai xe là hết 30 triệu. Chi phí vận hành hết 30 triệu rồi, dầu mở 30 triệu rồi, rồi bây giờ chưa tính tiền tài, nếu tính tiền tài 20%, tài 20% thì tài 20% thì nó sẽ là 14 triệu nữa, 14 triệu chi phí vận hành 30 triệu với 14 triệu nữa là 44 triệu, cũng như 45 triệu đi. 45 triệu, 70 triệu mà trừ chi phí hết 45 triệu thì còn được cái 25 triệu các bạn. Hai xe mà hết nửa tháng trời đấy, là chưa tính là chi phí lúc hổm xe cải tiến ở đây chạy nữa nha. Đấy thì chỉ là còn mức lời trong tầm giá là khoảng 20 triệu,
thì coi như là 10 triệu mỗi xe đó, tạm tính là vậy nha các bạn. 10 triệu mỗi xe mà làm cho 15 ngày đấy, làm gì thì chết chắc đúng không các bạn, chết chắc liền, làm gì sao có ăn. Hai xe hoạt động nữa tháng trời lời được có 10 triệu mỗi xe. Này thì dạng đói lạnh thôi. Thấy vậy đó, chứ giờ thêm ngày mai nữa chưa chắc gì cái số đất ở trên mặt này ra hết được ở ngoài các bạn. Đấy, thấy vậy đó, giờ nó lâu lắm chứ đâu phải đùa đâu các bạn. Rồi, hai em Sumi này thì nói chung là dòng Sumi nó là khỏi bàn cãi về tốc độ lanh lẹ ha. Máy thì nó hoạt động bằng máy Isuzu mà. Đấy. Đó, đặc biệt là chỏ là vô địch rồi, Sumi là khỏi nói, từ những cái đời cổ như là đời FA, FB, thậm chí cổ hơn nữa, những cái dòng mà đời AA rồi đó, đời 2A là bản thân nó đã lanh rồi chứ đâu mà còn qua những cái đời này. Đấy, nhưng mà con cái là về cái mà sức mạnh đó thì nó lại không lại người ta nha các bạn. Sumi nó có một cái nhược điểm như thế này là làm nó sẽ đi, khi mà đi nặng, đi lúng đi lầy nó dở hơn người ta, là do nó nặng quá thì nó sẽ bị đơ thao tác á, nó bị đơ, không có mà mạnh như những cái con Hitachi rồi được các bạn. Hitachi thì khỏi bàn cãi rồi, nó thì đùi của nó, đùi nhông rồi nó mạnh cực kỳ. Còn Sumi SH này, rồi Sumi F2 hoặc là Komatsu BC60-6 rồi đó, thì nó sẽ nó chạy đùi Hidat. Nhưng mà đùi Hidat của Komatsu thì nó mạnh hơn, nó lực hơn đùi của Sumi. Bát tới ngày mai chưa chắc gì cái số đất trên mặt này ra được tới vị trí cho nó nằm nữa các bạn. Cái gì chứ lâu lắm các bạn ơi, xiềng xe nhỏ dời mà đâu phải như xe lớn đâu. Dư đất rồi, bây giờ phải bò ra ngoài đang lấy đất chậu vô. Trời mưa trời gió này là sình lầy này dời nó ấy lắm rồi. Dời cực lắm, phải như nó khô vậy dễ. Mấy chiếc này ngày xưa mình đã từng quay hết rồi, từng quay ít nhất cũng phải một lần hết rồi. Đi nặng dở rồi, bấm gào. Đi nặng nó đơ. Nó chạy vô bát đất tiếp bên kia rồi. Trong tất cả các dòng xe cùng năm xanh các bạn thì mình thích, nói về đùi thì chỉ thích đùi của thằng Kobenco thôi.
đồ của cô Minh Cô thì khỏi bàn cãi. Chỉ có giờ như vậy nó mới nhanh thôi. Chiếc này quăng qua một gào thì chiếc kia hốt đi một gào thì nó mới nhanh. Còn nếu mà để giờ dồn đất kiểu này là không nhanh nổi, tại vì đất nó bị ối ngược trở lại á. Đất nó bị ối ngược trở lại thành ra nó sẽ bị lâu hơn. Dù hai xe căng tay vừa tay nhau là quăng gào nào hốt vào đó thì nó sẽ cực kỳ lẹ luôn. Hai chiếc này là theo mình đánh giá thì cái chiếc này nó ok hơn chiếc kia nha các bạn. Thứ nhất là về tốc độ nè, thứ hai là về tiếng máy nè. Ngoại hình thì nó gạch 90 với chiếc kia thôi. Đấy. Còn nói chung là đổi lại tất cả thì chân cẳng thì mình chưa biết, nhưng mà đổi lại thì có thể là chiếc kia nó thua chiếc này khoảng 10-15%. Cái nếu mà hai xe này chạy cho nó chạy đồng thời gian với nhau là chiếc kia nó sẽ rớt máy trước chiếc này nữa bạn. Đấy, cái chiếc không nổ chỏ sẽ rớt máy trước cái chiếc nổ chỏ. Máy của tia chiếc nổ chỏ dài này nó ok hơn chiếc kia. Kiểu này lâu lắm các bạn ơi, không phải mau đâu. Đá
đất mượn ướt kiểu này á, là chỉ có cách á, là như ở bên kia có khui mương đúng không các bạn, ở bên kia khui mương hoặc là bên đây có khui mương nè. Đấy, nhưng mà mình thấy là theo như là ở bên đó nó cũng có cái mương ha, tại vì nó cũng múc cái mương lên nó mới đắp được cái bờ đó các bạn. Thì đó là đắp chặn, đắp chặn mình đổ đất cho nó chạy, lùa cho nó chạy thì có thể là mình ăn gian được thêm vài mét đó. Không đắp chặn bờ, đắp chặn bờ mình lùa là đất nó không ối ngược trở lại, mà nó nhiều quá thì nó sẽ chạy, nó bị chạy theo mương á, nó dài ọc lên đó. Là giờ như vậy mình sẽ lợi thế hơn là giờ trên mặt bằng này, nếu mà bị dồn đất là đất nó sẽ ối trở lại vô cái xe á. Nhưng mà dời đất này nè, đừng có ham đi đợi, đi đóng đất nhiều nha. Đấy. Nếu mà đi cái đóng đất nhiều á là nó dở hơn là các bạn đi đóng đất nhỏ. Không, các bạn múc lên mà nhắm cái đóng đất nó vừa thôi, nó không bị ối đất á. Là các bạn bỏ và bạn chạy lên dời cuốn chiếu nó đi một cái nữa. Chứ đừng có để cho nó bị ối đất. Bị ối đất là các bạn dời lâu hơn. Ví dụ như các bạn dục lên 50 gào đúng không, bị ói đất. Còn nếu như mình làm mình dục lên 30 gào, 35 gào thôi. Đấy là nó vừa rồi, nó chuẩn bị ói trở lại là mình ngưng. Đó là mình chạy lên ngoài trước mình dời. Đấy. Dời bát tiếp nó đi. Đó. Khi mà mình sắp lên được 3-4 bát rồi á, giờ đường xa mà. Nhưng mình sắp lên được 3-4 bát rồi á, thì mình mới chạy xuống dưới, mình lấy đất lên tiếp. Là mình sẽ quất cho thành một cái bờ để mình đi cuốn chiếu á các bạn. Đấy, có nghĩa là một cái bờ nó vừa thôi đúng không, nó vừa đất, nó không bị ối đất, không bị gì hết, là mình mới chạy lên trên đầu mình cuốn chiếu đi bát, cuốn lần lên giống như là mình sắp cái bờ rồi như vậy nè. Đấy. Bởi vì kỹ thuật của mỗi người mỗi khác nha các bạn, tài xế 1.000 người là chạy 1.000 kiểu, không ai chạy giống ai hết á. Chung là kỹ thuật của mỗi người mỗi khác. Đất đường xa mình phải tính toán cho nó kỹ các bạn. Mình tính kỹ chừng nào thì nó ngợi cho mình chừng ấy. Có thể nhanh lẹ hơn thêm 10%, nói chung là không cần phải số nhiều. Nó nhanh lẹ hơn khoảng là 2% thôi là mình phải tính rồi. Đất này cũng không được cứng lớp mặt cho mấy ha. Thì mưa quá mưa các bạn, chứ đúng ra là mùa này là ở đây nó nắng là như là cháy tóc luôn đó các bạn. Nắng dữ lắm, nắng năm nay thời tiết bất ổn quá các bạn. Chung mà làm nhìn kiểu này ngán ngược luôn đúng không, ngán lắm.
Rồi ok các bạn ơi, nói chung thì video cũng dài không dài, ngắn không ngắn, đều những cái gì mà mình chia sẻ thì nó cũng hết ý kiến rồi các bạn. Đấy, làm thì các bạn cũng thấy xe làm này ha, cảm nhận về xe thì cũng cảm nhận rồi đánh giá chiếc nào ngon hơn chiếc nào cũng rồi. Đấy, giờ thì chia sẻ kỹ thuật làm thì cũng rồi luôn rồi thì thôi chắc mình kết video nha các bạn. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mới của Thái Dương TV. Thì như Thái Dương TV đã có từng chia sẻ trên một số video ở trước á, thì còn Thái Dương TV cũng mong các bạn hãy giúp Thái Dương TV chia sẻ kênh và chia sẻ video nha, để mau đạt được cái bậc kiếm tiền nha. Khi mà đạt được cái bậc kiếm tiền thì Thái Dương TV sẽ tiến hành đi như lời hứa qua tháng 5. Qua tháng 5 nếu yêu cầu kênh bậc kiếm tiền là Thái Dương TV sẽ đi review máy ở, nghĩa là tại sao Thái Dương TV lại, nhưng mà thôi để mình sẽ chia sẻ ở một cái video sau nha, chia sẻ video sau đi để cho nó đầy đủ hơn nha, tại vì cái này nó ngắn quá thì các bạn hãy đón xem video sau để các bạn biết được tại sao Thái Dương TV lại bỏ cái kênh kia mà làm lại một cái kênh mới. Và cái kênh mới này Thái Dương TV sẽ làm về cái mục tiêu gì đó, thì các bạn hãy đón xem video tiếp theo của Thái Dương TV nha. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn nha.